với cái dấu hiệu tích cực quay trở lại của dòng tiền phiên ngày hôm nay đã giúp cho thị trường nó hồi phục tích cực và với cái diễn biến này nó sẽ giúp cho thị trường nó tiếp tục hồi phục trong phiên ngày mai hoặc phiên ngày kia nó sẽ tiến lên cái vùng biên trên của cái vùng cản kháng cự và mình đánh giá là thời gian tới thị trường nó sẽ tiếp tục xây cái nền giá từ vùng 1230 cho đến vùng 1280 nó sẽ rung lắc nó sẽ tạo một cái nền ngắn hạn ở vùng này trước khi có cái dấu hiệu bất phá để giúp thị trường nó chinh phục cái vùng 1.300 trong thời gian tới và sẽ sớm tiến tới cái vùng 1350 hay là 1.400 như cái mong đợi bao lâu này của đông đảo nhà đầu tư nhưng cái điều quan trọng là khi thị trường nó đi lên cổ phiếu nào nó giúp anh chị em mang về lợi nhuận đấy mới là cái điều chúng ta cần quan tâm nhất chứ còn cho đến thời điểm hiện tại khi mà anh chị em nhìn vào cái diễn biến nhìn vào cái chỉ số của thị trường để quyết định cái việc còn nên giải ngân mua mới hay là còn nên bán hết cổ phiếu hay không thì nó sẽ khiến cho anh chị em rất khó để quyết định chỉ có cách là anh chị em tạm thời bỏ qua cái diễn biến giao động của thị trường chung và chỉ tập trung vào cổ phiếu anh chị em đang hướng tới thôi thì chỉ có như vậy anh em mới mua được cổ phiếu mới cầm được cổ phiếu mới cầm được đi di này mới cầm được nam long như mình này, hay là mới cầm được thằng đích như mình này, hay là cầm được thằng thằng gách như mình này. thằng gách hôm nay mình mới mua lại hôm kia là mình bán hết sạch luôn đấy hôm kia là mình bán hết ở hai hai tám luôn đấy nhưng mà thấy cổ phiếu này nó giữ giá tốt quá nhiều cổ phiếu khác nó giảm sàn hay là giảm năm sáu phần trong khi đấy thằng gách này nó chỉ giảm có một phẩy bảy phần trăm khi thị trường khép lại và sang phiên hôm sau nó giao động hẹp với thanh khoản rất là thấp Điều này chứng tỏ là tạo lập quyết tâm giữ giá của cái này Và sang đến phiên ngày hôm nay thì mình có canh mua quanh cái vùng 22.5, 22.6 này Nó bắt đầu nó vượt lên trên cái vùng 22.6 Nó vượt lên trên EMA 20 ngày Thế nên mình bắt đầu mình giải ngân mạnh trở lại Gần 2 giờ hôm nay mình còn mua thêm ở 22.8, 22.9 cơ Và cái tín hiệu tích cực của cổ phiếu này Đó là kết phiên nó đóng cửa cao nhất phiên với cái diễn biến này thì rất có thể ngày mai ngày kia, cùng lắm là ngày kia, thằng này nó tăng là rất cao. Bắt đầu có một số thông tin thì rất có thể là đội tao lập họ gom hàng xong thằng gách rồi. Mình đã kỳ vọng thằng này nó giống một cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua thì lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết thằng gách để anh em nào mà lỡ chẳng may chưa cầm được gách thì có thể tìm cái điểm vào trong một vài phiên tới còn anh em nào đang cầm thì có thêm cái niềm tin cho cổ phiếu này cho đội anh mượt. Anh lái phiên ngày hôm nay lái rất mượt họ nhanh mượt VX này gách này hay kiểu VGC này à, lái hôm nay dẫn mượt kết phiên nó đều đóng cửa cao nhất phiên đây là một cái tín hiệu tích cực nhóm của cái này mang lại cho chúng ta còn à, về cái diễn biến của thị trường thì mình đánh giá là nó sẽ tiếp tục là xây một cái nền ngắn hạn nó vẫn đi theo cái kịch bản là cái đường màu đỏ mình à, vẽ mình gửi đến anh chị em trong mấy phiên vừa qua tiếp tục nó xây cái nền ngắn hạn ở vùng này với cái diễn biến cho đến ngày hôm nay thì mình đánh giá là phiên này là phiên ngày hôm kia là một phiên ép bán ép nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu ra khỏi thị trường. Bản thân mình là mình cũng bị bán ở phiên đấy luôn. Tuy là bán ở gách không bị lỗ, lãi được 2% thì gọi là cái này, cà phê. Nhưng mà quan trọng là sau khi anh em bán xong, anh em có dám mua lại hay không? Đấy mới là điều quan trọng. chứ có rất nhiều anh em sau khi bán xong chưa dám quay lại mua ngay và phải đợi đến khi nó tăng vài phiên rồi. Lúc đấy anh em mới nhìn mới tiếc nuối mới là dám mua lại. Nhưng cái điểm mua lúc đấy thì nó lại không còn an toàn như là cái điểm mua bây giờ như cái điểm mua ở phiên ngày hôm nay nữa. Nên anh chị em cần phải bám sát những cổ phiếu tiềm năng như vậy. Hay như đích này, cái điểm mua mà mình khuyến nghị anh chị em mua là ngày 15 tháng 3 10 đâu 14 tháng 3. Thì cho đến phiên ngày hôm nay nó tiếp tục tích cực đi ngang. Nhưng nhiều anh chị em nhắn tin hỏi mình là liệu có mua được thằng ngày hôm nay hay không? Một vài phiên tới anh em sẽ có điểm mua thằng đích thì anh chị em phải kiên nhẫn. Chứ phiên ngày hôm nay không phải là điểm mua cho anh chị em mua hôm nay nó không có nhiều cái tín hiệu an toàn. À, anh chị em mua xong sợ hàng về đã phải bán cơ cấu thì nó rất là tiếc nó rất là phí thì anh chị em nào mà yêu thích đích ấy, thì phải chú ý theo dõi theo dõi, dõi diễn biến theo dõi uh, những cái chia sẻ những cái đánh giá của mình trong một vài phiên tới khả năng ấy, nó sẽ giống hàng nam long thì uh, lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết ngày sau chúng ta biết là ngày mai là cái phiên đáo hạn phái sinh thứ năm uh, tuần này cũng trùng với ngày 21 ngày 21 hàng tháng thường ấy, thì ngày đáo hạn phái sinh nó sẽ rơi vào thứ năm của tuần thứ ba Hàng tháng. À, nhưng mà phải trước ngày 21 thì tuần này nó trùng với ngày 21 luôn thì ngày mai là một phiên đáo hạn phái sinh. Có thể thị trường nó tiếp tục có cái diễn biến rung lắc. Chúng ta vẫn cần chờ đợi thêm xem ngân hàng nhà nước có tiếp tục hút tín phiếu hay không, hút dòng tiền phiếu hay không. Khi mà ngày hôm qua là một phiên giảm cái áp lực hút dòng tiền phiếu. Hôm qua là một phiên hút 10.000 tỷ, Sau 7 phiên hút dòng thì nâng lên cái con số hút dòng là 100.000 tỷ của ngân hàng nhà nước. Với cái diễn biến nước ngoài họ tiếp tục bán rất rát bán rất mạnh cứ cổ phiếu đi lên là họ mang cổ phiếu ra họ bán cứ thị trường đi lên hồi phục đi lên là họ mang cổ phiếu ra họ bán nguyên nhân nó dẫn đến việc mà khối ngoại họ bán dòng một phần nó đến từ việc là tỷ giá nó tiếp tục nó tranh lệch cao quá nó tiếp tục nó leo thang đồng việt nam thì mấy ngày gần đây tiếp tục mất giá nên khối ngoại nước ngoài thì họ tinh lắm họ nhanh lắm họ cứ mang là họ bán họ chốt lời thì khi mà tiền đồng tiền Việt Nam nó mất giá ấy, họ sẽ ưu tiên họ chốt để họ rút đâu về và chờ cái tỷ giá sau này ổn định thì họ mới quay trở lại mấy ông khối ngoại mấy ông nhanh lắm không được mấy ông khối ngoại đâu nếu như cái con sóng của thằng đích đủ điên chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nó sẽ tiến lên đến cái vùng 5x và cái vùng giá mà mình mua mình cầm cũng như là nhiều anh em đang cầm nó sẽ tăng ít đôi anh chị em cứ nhìn vào cái nhóm chứng khoán là một số cổ phiếu khác anh chị em sẽ thấy anh chị em có thể kỳ vọng là cái thằng đích nó tăng ít đôi được anh kể cả nhiều cổ phiếu khác nó có thể ít đôi được như Hodeco này hay như Đạt Phương có thể ít đôi luôn cái Nam Long có thể ít đôi luôn Nam Long là cổ phiếu lên trước hay thằng đất xanh anh chị em có thể kỳ vọng ít đôi tuy là nó yếu hơn nhưng mà khi nó vào sóng thì có thể kỳ vọng nhưng mà nó phải vượt qua được những cái vùng cản kháng cự này trước thì thì thằng đích nó đã làm được điều này trước rồi cái vùng cản hồi tháng 8 tháng 9 năm ngoái ấy thì những cổ phiếu này nó sẽ mất thời gian hơn nên đây là lý do vì sao mình không ưu tiên thằng đất xanh bằng thằng đích thôi nhưng khi nó vào sóng thì nó cũng sẽ được kéo lên thôi vì dòng tiền điên chảy vào những bất động sản thì không có cổ phiếu nào không được kéo cả nhưng cái cổ phiếu nó gần tiệm cận cái vùng đỉnh nhất thì nó sẽ được kéo lên trước tiên và sau đó thì mới đến lượt các cổ phiếu phía sau nó cũng như cái nhầm chứng khoán ấy những cái như bsi như fds ấy những cái lên rất lâu rồi trong khi ấy thằng vx này hay như vnd này còn chưa được vượt được cái vùng đỉnh hồi tháng 8 tháng 9 năm ngoái thì đây chính là cái tính mạnh yếu ý nghĩa của cái vùng cản kháng cự và các cái vùng hỗ trợ mà cổ phiếu nó hình thành nên thế nên anh chị em cứ chọn những cổ phiếu khỏe hơn ấy nó tiếp cận cái vùng đỉnh thì anh chị em cứ đánh những cổ phiếu ấy thì xác suất nó mang lại lợi nhuận cao hơn so với các cổ phiếu yếu trên thị trường đấy là đánh giá của mình về cái nhóm bất động sản nhóm bất động sản thì anh chị em nào mà chưa có hàng nhé thì đối với thằng đích thằng đích thì phiên ngày hôm nay mình sẽ phân tích đầu tiên đích là cũng là một trong những cổ phiếu mà rất nhiều anh chị em đồng hành cùng mình đang cầm được cầm từ phiên ngày 14 tháng 3 đây anh em ạ anh em chưa có đích có thể mua được phiên hôm nay cuối phiên lúc 2 giờ giá mua là quanh 27.5 đến 28 anh em hiểu là khi mà mình báo cái giá này có nghĩa là giá để anh chị em có thể thoải mái để mua ấy. chứ không phải ke giá ở báo 27.5 thì bây giờ phải mua ở quanh 27 anh chị em tiếc một highlight giá và sau này mất lỡ luôn không mua lại được luôn nên khi mà cổ phiếu nó có một cái tín hiệu kể cả anh em có mua cao nhất phiên Cái điều này nó không quá là rủi ro đâu nó khác với ở khi mà anh chị em kê để mua với cái tín hiệu chênh lệch, ăn một vài like giá. Nó khác khi mà anh em đánh sóng. Khi anh em đánh sóng thì anh em có thể chấp nhận mua cao hơn một chút so với những người mua trước. À, ví dụ như hôm nay mình mua gách, mình mua thêm cuối viên. Hay như anh chị em mua gách cùng mình ấy, thì anh em có thể lựa chọn việc mua cuối viên. Hay ngày mai mà gách nó tăng mạnh, nó xác nhận chính thức vào sóng. Ấy. Thì anh em có thể lựa chọn bằng việc mua gia tăng và quan trọng là anh em đã có vị thế trước đó rồi cái vị thế là vị thế bảo vệ anh chị em lỡ chẳng may nó quay đầu sau khi nó mở gác tăng thì nó quay đầu thì đấy là chính cái vị thế bảo vệ anh chị em thì đối với thằng đích này anh chị em mà anh em đang cầm ý, thì anh thôi bây giờ anh em cầm đến cuối sóng đi anh em cầm đến 40 hay 50 đi một vài phiên tới nó sẽ có điểm mua mua gia tăng anh chị em nào mà lỡ chốt hết rồi thì tìm cái điểm mua gia tăng chờ một vài phiên tới mình sẽ báo anh chị em điểm mua gia tăng nó sẽ giống thằng năm long nó giống thằng nam long ở những phiên này thì phiên ngày hôm nay ấy, bản chất ấy, nó khá là giống thằng nam long ở những phiên này thì có thể một vài phiên tới thị trường nó sẽ quay đầu tiếp tục quay đầu nó test lại thì những cổ phiếu như thằng đích nó sẽ quay lại nó test lại em 20 ngày test lại em 9 chín ngày khi đó nó sẽ mở ra cho anh chị em cái cơ hội mua gia tăng thì anh em cần phải bám sát cái diễn biến của thằng đích trong những phiên sắp tới để tìm kiếm cái điểm của gia tăng và lỡ chẳng may tuần tới nó sẽ xuất hiện một phiên quay đầu giảm mạnh nó rung lắc giống như thằng nam long ở phía này thì sao thì lúc đấy anh em sẽ có một cái tín hiệu rất là tích cực luôn để tham gia để mua để uh, múc thằng đích mua sau thằng đích nhưng mà bây giờ anh em mua ở phim ngày nay thì nó chơi với quá lỡ chẳng may nó giống như cái nhịp này trong quá khứ này khi nó tăng vượt đỉnh này và nó đi ngang sideways ở vùng này một vài phiên rồi nó quay đầu nó cắm đầu đi xuống và cái nhịp này nó chỉnh chỉnh thấp hơn cả cái vùng giá mình mua và phiên mình mua thì bản chất nó giống phiên này, này anh em thấy không anh em để ý nhá thì anh em sẽ thấy cái phiên mình mua nó rất giống phiên này hoặc là phiên này phiên này thì nó tăng trần rồi nó giống phiên này hơn anh em để ý, anh em sẽ thấy luôn là phiên mình mua thằng đích ở hôm 14 tháng 3 nó rất giống với phiên ngày 21 tháng 5 năm 2021 thì cái vùng này này vùng hiện tại thằng đích ấy, nó bản chất nó đang giống vùng này này nếu như anh em mua ở vùng này thì lỡ chẳng may trong thời gian tới nó quay đầu nó chỉnh nó rũ một phát xuống hẳn cái nền bên dưới này giống như trong quá khứ thì lúc đấy anh chị em chán anh em bỏ thị trường luôn đấy mà nó rũ một phát 20% luôn trong khi đấy trước đấy thì chúng ta chẳng có gì mà ăn nên anh em cần phải thận trọng thằng đích tuy nhìn thấy thằng đích nó vượt qua vùng đỉnh hồi tháng 9 năm ngoái rồi nhưng về bản chất ấy nó đang giống nhịp này này, anh chị em phải chú ý nhá. Chú ý thằng đích. Thế nên đây cũng là một cái yếu tố lý do vì sao. Hôm vừa rồi thì mình báo anh chị em chốt lời bớt thằng đích. giữ lại 50% để chờ nếu như nó xuất hiện một cái tín hiệu rủi ro, nó quay đầu nó bán mạnh giảm mạnh mà thanh quả lớn thì anh chị em chốt nốt cái phần còn lại. Vì bây giờ nó đang có một cái vị thế bảo vệ anh chị em rồi, bảo vệ rất tốt anh chị em rồi, gần như không thể lỗ được. Anh em nhá, đấy là về thằng đích, anh em để cho mình cái nhịp này. này. Và cũng có thể nếu như mà thời gian tới chẳng may nhá Chẳng may mà nó giống cái giai đoạn này này Thì thời gian tới anh em còn rất nhiều còn nguyên cơ hội để đánh thằng đích Và sau này mới là cái con sòng chính của nó Thì sau này ấy, nó sẽ dành cho cái cơ hội để cho anh, cho anh em mà vẫn còn kiên nhẫn kiên trì với thị trường và nó sẽ rũ bỏ bằng sạch những anh chị em mà phô mô ra khỏi thị trường ra thời gian tới vì sao vì bản chất thằng đích nó đánh tính chất hai chiều đầu cơ có nghĩa là tỷ lệ nó tăng là rất cao nhưng đồng nghĩa với việc là tỷ lệ nó quay đầu nó rũ bỏ là rất mạnh thì đây chính là cái yếu tố nó hình thành nên cái tính rủi ro, tính đầu cơ cao của thằng đích thì anh, anh chị em cần phải chú ý trong thời gian tới. chứ không phải là phiên ngày hôm nay là điểm mua gia tăng của thằng đích đâu. Nhưng anh chị em muốn mua ấy thì phải chờ một vài phiên tới. Nếu như nó test về quanh cái đường EMA 20 ngày sau đó nó hướng lên tích cực ấy thì anh chị em mới có cái tín hiệu mua chứ còn thực ra anh chị em mua bắt ở quanh cái vùng em 20 ngày thì nó vẫn có rủi ro rủi ro là rủi ro giống như năm này, này. rủi ro là giống như nhịp này phiên trước nó quay về chạm với đường em 20 ngày và sau đó phiên hôm sau nó hồi phục đầu phiên rồi cuối phiên nó lại tiếp tục cắm đầu đi xuống và sang đến phiên hôm sau thì nó tiếp tục nó giảm mạnh và khiến cho anh chị em bắt ở cái đường em 20 ngày này à, thì gặp phải khoản lỗ là khoảng 5% nhưng anh chị em sẽ ít rủi ro hơn nhiều so với những anh chị em mà mua ở trên này thì khoảng lỗ khoảng 10 12 đúng không đấy là khi anh chị em mua ở vùng này thì rủi ro nó cũng sẽ thấp hơn nếu như nó vẫn có những kịch bản nó vẫn có những trường hợp xác suất là sai khi mình xem bắt ở quanh cái đường em 20 ngày nhưng nó sẽ mang lại ít rủi ro cho anh chị em hơn thì đấy là cái cách mua đối với anh chị em mà đang chờ cái điểm mua mua gia tăng ở quanh cái đường em 20 ngày anh em nhá thời gian tới anh em phải chú ý phải bám sát diễn biến của đích nếu như mà chưa có thằng cổ phiếu này và đang muốn mở mới vị thế đối với thằng đích thì phải bám sát diễn biến của thằng này. Còn nếu như mà thằng đích nó xảy ra cái diễn biến giống như hồi tháng 6 năm 2021 thì khả năng thời gian tới thị trường nó sẽ tiếp tục rung lắc đấy. những cổ phiếu kẻ những cổ phiếu leader như Nam Long khả năng nó sẽ còn tiếp tục rung lắc. Nếu như cái vùng này nó còn tiếp tục hoạt động lỏng lỏng lẻo mà nó chưa thể tiến ngay lên được trong những phiên sắp tới thì khả năng những người này sẽ tiếp tục rung lắc và có thể anh em cũng cần phải chốt bớt những người này ra và chờ cái thời điểm thích hợp để quay lại sau hay những buổi như đạt phương vậy đạt phương thì mình đánh giá nó sẽ xây cái nền ở trên này hoặc cái diễn biến rủi ro hơn nếu như thằng đích nó hoạt động giống như năm 2021 thì nó sẽ quay về cái vùng này nó xây cái nền bên dưới sau khi xây cái nền bên dưới thì nó mới đi lên được nên anh chị em mà cầm những cổ này nhá hay là đang muốn mua mới những cái này thì phải chú ý trong thời gian tới để nếu như thấy cái diễn biến rủi ro của nó thì có thể bán bớt đi rồi chờ canh để mua lại sau và nếu như nó xảy ra cái diễn biến như này thì nó cũng sẽ quay về vùng này lấp lại cái gáp này gáp này gọi là gáp sức mạnh có thể nó chạm cái gáp biên trên của gáp sau đó thì nó sẽ bật lên ngay nó giống như thằng nam long hôm vừa rồi ấy. nam long khi mà chạm cái gáp này thì phiên ngày hôm sau nó bật lên ngay tuy là cuối phiên vẫn giảm nhưng nó thể hiện được cái sức mạnh của cái gáp này thì mình gọi gáp này là gáp sức mạnh nó khác với một cái một số gáp suy yếu những cái gáp suy yếu thường ấy, thì nó sẽ có một cái dấu hiệu nó quay về lấp hơn đất xanh này đất xanh thì phải cân bằng xong vùng này mới lên được nên thời gian tới anh em vẫn còn rất nhiều cơ hội cho người nhà bất động sản chưa hết cơ hội ngay đâu chúng ta đầu tư là xác định đầu tư cả đời chứ không phải là đầu tư trong một hai ngày một hai tháng hay một vài năm làm giàu nhanh anh chị chỉ cần làm tốt là một năm anh em hoàn toàn có thể mang về khoản lợi nhuận là x đôi x ba là chuyện hoàn toàn khả thi có thể làm được khi chúng ta có tư duy như vậy thì anh em phải có một cái tầm nhìn dài một chút dài hơn một chút thì khi mà anh em cầm được cổ phiếu ở cái vị thế đẹp rồi ấy, Ví dụ như đích mà anh em cầm được ở ngày 14 tháng 4, 14 tháng 3 ấy, Cầm đến khoảng 3 tháng nữa luôn Đừng có bán, rất kho tài khoản Có mua cổ phiếu khác thì uh, lấy vốn khác để mua Nhưng còn riêng những cổ phiếu này là phải để im Hay những cổ phiếu như gách trong thời gian tới là phải để im Ngoài ra thì còn nhiều cơ hội khác Mà chỉ ngay trong một vài phiên tới anh em vẫn còn cơ hội để mua Thứ hai là thằng gách Thứ nhất là thằng đích Đích thì bây giờ mình ưu tiên điểm mua mới nhất Nam Long thì phải chờ thêm chờ thêm tín hiệu để tham gia gia tăng. À, hay đạt phương thì phải chờ thêm. Đích thì anh em có thể mua đánh lướt T+ ngắn hạn một vài phiên tới. Thứ hai là thằng Gách. Gách là một cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua mình rất yêu thích cổ phiếu này. Tuy nhiên nó được nhiều nhà đầu tư quan tâm quá. Trong mấy ngày gần đây thì uh, bắt đầu có một số tin đồn tích cực về thằng Gách. Nó giúp cho cổ phiếu này kết phiên hôm nay nó đóng cửa cao nhất phiên và phiên hôm nay là một phiên là một cái tín hiệu mua, mua khá là tốt đối với thằng Gách với những anh em nào mà đã lỡ bán mất trong mấy phiên vừa qua trong thời gian vừa rồi mình cầm được giá rất tốt quanh vùng 22 đến 22.5 là cùng thôi nhưng mình bán là để bảo vệ tài khoản vì cái phiên này phiên ngày hôm kia bản chất nó là một phiên có rủi ro chứ không phải là không có rủi ro thì là thằng gách nó giữ được giá tốt hơn so với các cổ phiếu khác nên mình quay lại mình mua lại sau vì đấy cũng là một cách mình bảo vệ mình thường xuyên mình bảo vệ tài khoản có nhiều trường hợp sau phiên này, sang đến mấy phiên hôm sau nó quay đầu nó gãy kênh nó giảm mạnh luôn. Thì chúng ta vẫn cần phải bảo vệ tài khoản. Thật tốt, nhưng cho đến thời điểm hiện tại nó được cái dòng tiền của tạo lập quyết tâm quyết liệt giữ giá, nó thể hiện cái ý chí tích cực của tạo lập nên thằng gách này trong một vài phiên tới mình đánh giá khả năng đi lên của nó là rất cao. Nó đang hoạt động giống với cái thằng GVR phiên này này. Cái phiên ngày 26 tháng 1 thì thằng gách nó giống với à thằng GVR phiên này này. Thì trong thời gian tới đặc biệt là trong phiên ngày mai ngày kia, nếu như nó chưa tăng ngay nhá thì có thể nó sẽ test lại nhẹ nhàng nó siết lại, nó sẽ bám quanh cái đường E 20 ngày rồi nó đi lên thôi, rất nhanh thôi trong một vài phiên tới. Nếu như nó chưa tăng ngay. Nhưng mà nếu như ngày mai mà tăng mạnh ngay thì nó tăng mạnh là thanh khoản lớn ấy. Thì anh chị em có mua phiên ngày mai thì mình đánh giá là rủi ro nó cũng sẽ thấp thôi vì sao vì nó có cái nền giá nó đỡ ở bên dưới nên trong trường hợp là thị trường tiếp tục nó rũ xuống thì anh chị em không gặp quá nhiều rủi ro nên đây là lý do vì sao để anh chị em chưa có hàng hôm nay chưa thuộc hệ thống khách hàng của mình còn đa phần là những anh chị em thuộc hệ thống khách hàng của mình đang đồng hành của mình là đều mua lại ngày hôm nay còn một số anh chị em đang cầm đang cầm được giá rất tốt cơ, từ từ cái giá 22 hôm trước cơ. còn không bán luôn rất lì đòn quyết tâm cầm luôn cơ anh chị em mà chưa cầm ấy thì nếu như là ngày mai thì nó tăng mạnh tăng mạnh nhá phải tăng mạnh tăng không tăng mạnh ngày mai chưa dám mua ở đâu vì phiên ngày hôm nay là một phiên mua đẹp mua rất đẹp rồi nó chỉ có phiên ngày hôm nay thôi nó giống như thằng đích ấy. đích thì mình chỉ khuyến nghị anh em mua mua ở phiên ngày 14 bốn chứ ai khuyến nghị anh em mua ở 15 nữa chúng ta không thể lường trước được là sau những phiên này những người nào có quay đầu nó rũ bỏ nó test lại hay không nó giống như phiên này này nên cái điểm mua đẹp nhất là cái điểm mua ngày 14 tháng 3 mình chơi là chơi theo thống kê nên mình đánh ấy, mình thiên về những cái cổ phiếu những cái điểm mua nó mang lại xác suất cao chứ không phải là điểm mua bừa như như là như phiên tăng trần này như phiên này như phiên này có vẫn có khả năng nó mang lại lợi nhuận nhưng nó cũng sẽ có cái tỷ lệ rủi ro cao hơn thì mình sẽ không chơi những phiên như vậy mà vì phải mua sớm chứ mua sớm thì khả năng thành công nó sẽ cao hơn thì đấy là cái phương pháp đầu tư của mình nó thường mang lại thành công cao hơn là rủi ro như đức giang này đây là những phiên mình mua mua sau rũ đấy hay như thằng dj quân này thì đây là những phiên mình mua hay là thằng Nam Long này Thì đây là những phiên mình mua Kể cả thằng Đích trước đây mình mua từ phiên này cơ Phiên 27 này cơ Sau bán hòa vốn Thì phiên này là phiên mua lại Mua lại cao hơn một chút Nhưng không sao cả Chúng ta tránh được cái khoản rủi ro Mà trước đó nó mang lại Thì lỡ chẳng may anh em không bán được đây Thì có thể xuống đây anh em bán Và lên đây anh em không dám mua lại nữa Thì anh em nào phải hiểu được cái bản chất Hiểu được cái phương pháp đầu tư của mình Thì anh em mới đầu tư thành công được Các anh em nào chưa đồng hành cùng mình ấy Mà thấy những cổ phiếu mình khuyến nghị hiệu quả thành công thì phải làm theo ngay cái hướng dẫn trên màn hình để còn về đồng hành của mình cùng mình gồng lãi làm người, cố thương người làm người thường khó cực kỳ luôn cái phương pháp nó đi vào hoạt động hiệu quả rồi thì chúng ta cứ thế mà áp dụng rồi và cổ phiếu nó đánh quen tỷ lệ chiến thắng cao thì anh em cứ múc tự tin mà múc múc lần này chưa đúng lần sau múc lại giống như mình múc thằng đức giang ấy Giống như mình múc đích ấy Đích là khoảng 1-2 tháng nay phải múc mấy lần rồi mới đúng chứ Chứ có phải là ăn ngay được phiên này đâu Phiên này mình múc trong phải bán hòa vốn mà Mấy phiên ở quanh đây này mình cũng phải múc mà Xong vẫn phải bán hòa vốn mà Vì múc sớm quá Múc kia chưa lên Nhưng mà giai đoạn này múc này là rất nhiều anh em chán rồi Rất nhiều anh em chán thằng đích rồi Vì vậy anh em phải chán Thì lúc này nó mới lên Thì gách cũng vậy Gách là mình mua từ đoạn này cơ Mình mua từ phiên ngày 27 tháng 2 này Ở đâu mình mua từ đoạn này này mình mua từ 16 17 tháng 2 ấy mà hòa vốn rồi. Sau khi bán xong thì phiên hôm nay, hôm nay mình múc lại và rất có thể phiên hôm nay mình múc lại thì nó sẽ mang lại thành công. Và kể cả này nó chưa lên ngay vào một vài phiên tới nó có rủi ro nó lại quay đầu nó thủng lại được ngày 20 ngày, ngày, ngày thì mình lại tiếp tục mình bán thôi và mình chờ một tín hiệu khác mình mua lại. Thì đấy là cái cách đầu tư của mình đấy là phương pháp đầu tư của mình. Khi nó chưa cho mình ăn thì mình chấp nhận mình bán hòa vốn. Và khi nào nó cho mình ăn thì lúc đấy mình nhảy vào lại thôi. Và khi mà anh em đánh nhau phương pháp như vậy Rất khó để lái tạo lập nó bô được anh chị em Vì anh em chạy rất nhanh Anh em nhá thế là gách Ngoài thằng gách ra là cổ phiếu thứ hai mình ưu tiên Thì còn cái thằng viên đi Thời gian tới vẫn còn cơ hội tham gia Nó vẫn đang dao động lỏng ở vùng này Thì có thể một vài viên tới nếu như chưa vượt qua ngay vùng 24 Còn nếu như nó vượt qua ngay vùng 24 mà thanh khoản cao ấy Ngày mai mà vượt qua ngay vùng 24 luôn Khả năng mình sẽ mua luôn ngày mai Vì cổ phiếu này là cổ phiếu chạy sau, chạy sau dòng nên uh, thường ấy nói chạy một mình năm ngoái năm ngoái sóng chứng khoán ấy dòng chứng khoán thì con SSI và VND nó chạy sau và anh chị em uh, nhìn giai đoạn này cuối tháng 5 thằng VND nó mới chạy và cái giai đoạn chạy này nó tăng một phát 50 phần trăm luôn trong hai tháng à, trong 3 tháng nó tăng 50 phần trăm luôn nên những buổi này khi vào sóng thì nó tăng rất điên bây giờ lái chưa gom xong hàng thì nó chưa lên được thôi Nhưng một vài phiên tới đợi nó test cung mình chờ thì chờ thêm cái tín hiệu siết chặt như phiên ngày nay thì cái tín hiệu siết chặt nó chưa rõ đâu nhưng mà nếu như mà nó tăng ngay ấy, thì nó phải vượt qua vùng này luôn. Khi mà vượt qua được ngay vùng này mà thanh khoản lớn ngày mai, ấy, thanh khoản ngày mai là khoảng 30 triệu cổ phiếu mà tăng mạnh, tăng khoảng 4-5% thì kể cả 4-5% mình vẫn mua luôn. Đấy là thằng VND ngày mai nhá. Hay kể thằng SSI vậy. SSI thì nó đang siết lại, nó đang test lại cái vùng đỉnh này. Có những cổ phiếu này thì khó mua hơn như biết ai như FTS thì bây giờ rất khó mua rồi. CTS cũng khó mua rồi. CTS thì có thể anh em mua vẫn còn lãi nhưng mà những cổ phiếu này là khó mua mình thì mình ưu tiên những người như bây giờ ấy, thì ưu tiên VND hơn vì mình thấy là VND chưa năm nào không có sóng và anh em có thể để ý thêm cái thuyết minh báo cáo tài chính của thằng VND xem nào đội tự doanh của VND trong quý vừa rồi đang cầm thằng nào nếu như mà có cầm bất động sản hay là có cầm một số cổ phiếu mà đi lên ấy, thì khả năng thằng VND nó lên rất cao nên anh em có thể chú ý thêm thằng VND nhá còn cái nhóm thép ấy, nhóm thép thì bây giờ phải chờ test thêm Khi ngày hôm qua là một phiên dòng tiền lớn tham gia thì bây giờ là thời gian để lái tạo lập họ hấp thụ, họ kiểm tra lại xem nhiều nhà đầu tư FOMO hay không. Có thể thời gian tới sẽ là thời điểm của ngành thép đi lên đấy. Còn những cổ này thì bây giờ đánh rủi ro quá rồi, như CSV đánh bây giờ thì hơi rủi ro rồi. Có thằng Đức Giang ấy, hôm trước thì mình có báo anh chị em là anh chị em nào mà canh mua của Đức Giang thì phải canh quanh như em ở 20 ngày. Anh chị em cứ để cho mình nhá. Cả những cổ phiếu khỏe trên thị trường trong những phiên vừa qua nó đều nằm trên cái đường em ở 20 ngày. Đức Giang là một này, hay như Quân vẫn nằm trên. Quân là một trong những cổ phiếu mình đang cầm. Và thậm chí nó còn nằm trên cái đường EMA 9 này cơ. Đây là một trong những cổ phiếu rất khỏe so với thị trường. Cổ phiếu này mình phải kỳ vọng nó tiến lên đến vùng 75 80 mươi. Hay như AGR nằm trên hết. VGC nằm trên này. BSI nằm trên này, Nam Long thì vẫn nằm trên. Đóng cửa chưa phiên nào quay xuống dưới. Phiên hôm nay cũng vậy. VND thì kết phiên nay cũng nằm trên rồi thì tất cả các cổ phiếu khỏe nó cần phải nằm trên cái đường em 20 ngày cho đến phiên ngày hôm nay còn bất kỳ một cổ phiếu nào sau phiên hôm nay mà anh em thấy nằm dưới em 20 ngày thì thôi bỏ đi nhá nó là cái chen rồi mà khi giá cổ phiếu nằm dưới chen rồi thì đó là cổ phiếu anh em không nên quan tâm nữa anh em nhá thời gian tới chúng ta còn rất nhiều cơ hội để anh em giải ngân quan trọng là anh em có dám giải ngân hay không thôi anh em tập trung vào các cổ phiếu yêu thích tập trung vào các cơ hội tiềm năng tạm thời bỏ qua cái chỉ số thị trường chung đi cái chỉ số thị trường chung để đánh giá xu hướng thị trường thôi còn quan trọng nó mang đến lợi nhuận cho anh chị em vẫn là các cổ phiếu anh em nhá anh chị em nào mà thấy phương pháp đầu tư của mình hiệu quả yêu thích cái phương pháp đầu tư của mình thì nhớ làm theo hướng dẫn trên mình về đồng hành của mình thời gian tới còn rất nhiều cơ hội nhưng anh em cần phải vào sớm để tránh bỏ lỡ những cơ hội này nó không phải cổ phiếu ngày nào nó có cái điểm mua và anh chị em theo dõi video đến giờ này thì ấn vào cái nút like và subscribe kênh để tránh bỏ lỡ bất kỳ một bài chia sẻ nào của mình trong thời gian tới anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi.